Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua thêm cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 35,4 tỷ đô la Mỹ, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, tính ngày 20 tháng 12 năm 2018, cả nước có trên 3.000 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký cấp mới là gần 18 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, có gần 1.170 dự dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,5 tỷ đô la Mỹ, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong năm 2018, cả nước có gần 6.500 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 9,8 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, thì số vốn FDI thu hút được của năm 2018 đã sụt giảm so với năm 2017. Trong đó, thì vốn đăng ký cấp mới tăng thêm đều giảm, chỉ duy nhất lĩnh vực góp vốn mua cổ phần tăng ở mức gần 60%.